Giờ này là cái giờ im lặng, không ai nói gì hết trơn. Giờ này là cái giờ con mắt lim dim. Cái phòng này hả? Hồi lúc trước là chắc không, tại vì người ta bán đồ ăn đồ uống mà. Dạ. Bây giờ con sửa, con làm sẵn là con lắp máy lạnh đó. Chứ hồi lúc có phòng người khác thuê này không có phải máy lạnh. Con chặn sẵn để con lắp máy lạnh đó. Da con nhiều nhưng mà dễ, nó khô queo à, dễ xước ghê luôn. Nhích cái là xước à. Đau không con? Hơi phê phê hả? Con thấy nó sạch xì gô nhẹ rồi. Yeah. Dễ bị xì xì gô quá. Thường thường mấy cái da xù, mấy cái da mà khô khô xù xì này mà ngâm mà chưa đủ mềm là dễ bị gì lắm. Nó miệng ngoài thôi chứ trong khóe này nó chỉ có mềm, cho nên là đẩy lớp da nó chỉ có lên đẩy nó hay bị xước đó. Chứ thật ra nó mềm, đẩy nguyên cái lớp da lên nó không có bị gì hết. Mà móng cô da không là da chứ không phải khóe móng. Dạ. Cô thấy nó cứng không? À? Đó, cóc cóc vậy đó. Con là khách mới con nương đó, con làm quá cô sợ con luôn đó. Con thấy không đó, da không có chứ phải móng đâu mà một cục cứng ngắc vậy đó. Đau xương xương hả? Bên đây cũng da thôi nè, đại da đó. Nè, nguyên một gánh da luôn chứ không có miếng móng nào.
con ghi quá. Con thấy cô nhóm nhóm chân là con ghi quá. Sống chưa ha? Cái mí nó nằm ngay đó đó. Chúng chửi con nữa. Làm sạch siro là chúng chửi nữa. Mà cách không chửi là được rồi ha. Ha cô à, cô không chửi con là được rồi. Còn thiên hạ muốn chửi nhiêu chửi đi. Chứ giờ cái móng là vậy đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn ngủ đó chưa có hết đâu. Mai mốt đi làm móng liền liền nha, đừng để lâu. Đừng để lâu quá nha. Để lâu gặp cô thẻo tùm lum. Rồi xong rồi. Đó đây. Có cắt bớt con cá không cô? Dạ, bên kia nó hơi dài hơn này. Đi ra ngoài. À dạ. Hết phòng. Giờ nó kéo nhau xuống hết trơn rồi.
thường con lép khá nhiều không? Nó kéo nhau lên nó phá. Ngon lên nó phá, nó không cho làm gì hết trơn á. Đeo lên cùng mổ, mổ luôn. Trèo nó lằn mò lên tới dai nó chịu. Nó con mặn mà đeo vậy, mày đeo. Đeo như Sam vậy. Con trả lời bà đó hả? Ừ. Tới giờ là nó kiếm. Thôi nha, đau nha, đau. Sao con cắn vào tay mẹ vậy? Mình ngâm vậy mà cái da nó vẫn chưa có mềm, da trong nó vẫn còn hơi cứng. Đau không? Bình thường con lấy khá nhiều không? Cái này cũng không nhiều lắm bình thường. Mà sao cái ngón kia bà lia dữ vậy? Bà lia với còn cái móng cò chút xíu rồi. Điểm nó hơn bên á. Mà gặp cô ít khi làm móng á, cô tự cắt nó méo mó hết rồi. Con bóp dưới đây nó cho nó xì vô hoài luôn. Ngâm lâu vậy mà cái da nó cũng còn cứng thôi là cứng.